Thưa sư, đôi lúc có những vọng tưởng, vọng niệm ác bất thiện pháp khởi lên nơi tâm, lành là cách nào, dùng phương pháp nào để diệt trừ được nó? Nó có nhiều cách. Trong số đó, các phương pháp thực hành mà từ đầu buổi đầu khóa thiền tới bây giờ sư hướng dẫn với quý vị đều có thể thực hành hết. Đó chính là niệm buông, đó chính là quan sát hơi thở, đó chính là quan sát thân, đó chính là quan sát thọ, thì đều có thể áp dụng được hết. Trong đó phương pháp mà quan sát hơi thở thì được áp dụng rộng rãi hơn. Tuy nhiên phương pháp mà thích hợp nhất là phương pháp quán tâm chuyên tâm. Đó là phương pháp ngày mai sư sẽ hướng dẫn.